quái vật sông Hàn trở thành sự thật, khiến cô gái hoảng sợ quay video cầu cứu. Một sinh vật khổng lồ được bắt gặp khi bơi gần cầu Penpo trên sông Hàn ở Seoul, làm dấy lên sự tò mò của mọi người. Người quay được đoạn video này là anh Dokson Soas ở Seoul. Anh cho biết khi bản thân đang lái xe ô tô vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm trước, đi qua gần cầu Penpo ở Seoul, thì phát hiện một sinh vật bơi dưới sông với ngoại hình to lớn kỳ lạ, nên anh đã dùng điện thoại quay lại video. Trong video, một sinh vật thon dài với kích thước gần 10 mét đang bơi trên mặt sông Hàn. Cơ thể sinh vật khá giống loài rắn, nhưng khoang màu trắng đen trên cơ thể. Anh Giang cũng giải thích thêm, nhìn bằng mắt thường, nó giống như một con lươn có kích thước khoảng 10 mét. Đó là một cảnh tượng rất đáng sợ và đáng ngạc nhiên. Ngay sau khi đoạn video này được tung ra, cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi, cũng hét lên phiên bản đời thực của bộ phim Quái vật đáng sợ được phát hành. Cư dân mạng khác cũng vô cùng kinh ngạc và để lại những bình luận như: không biết ai đó đã mang trái phép một con rắn ngoại về nuôi làm thú cưng rồi vứt đi. Domin Siok, một nhà nghiên cứu về động vật lưỡng cư và bò sát tại Viện Tài nguyên Sinh vật Quốc gia, người đã xem đoạn video và cho biết do chất lượng video quá kém nên không thể xác định được đây là loài gì. Ông cũng ước tính có khả năng những con rắn có kích thước lên tới 8-9 mét được nuôi làm thú cưng ở Hàn Quốc, nên có khả năng nó là một con rắn lớn như vậy. Và cùng ngày hôm đó, vào khoảng 9 giờ tối, người ta cũng nhìn thấy một sinh vật tương tự trước siêu thị gần cầu Samsin. Các bạn nghĩ sao về con vật lạ này? Liệu đó là sinh vật gì đây? Hãy comment cho tôi biết với nha! Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Bí ẩn hôm nay ra thêm video mới nhé. Còn giờ thì bye bye!